Xin chào tất cả các bạn. Được nhiều sự quan tâm của nhiều anh em về các cái dòng cả mà kẹp nhanh á, thì hôm nay là tranh thủ là bên Hã Ewing vừa mới gửi về một số dòng mã kẹp chữ A cũng như cả kẹp nhanh. Thì trước mắt các bạn thì bên mình đã chuẩn bị luôn hai hãng là của hãng Tactic cũng như là hãng Ewing. Thì dòng Tactic bên mình đây là dòng cả kẹp nhanh, thì bên mình sẽ có 3 mã. Nó sẽ là từ có kích thước là 150, 350, 300. Nó có kích thước là 150, 300mm và 450mm. Thì trên hiện tại thì dòng mã mà 300mm á, thì bên mình vừa mới bán hết nên thành ra chỉ còn hai cái mã này. Rồi về mức giá thì toàn bộ thì bên mình sẽ thả ở trên góc màn hình để cho các bạn cùng tham khảo. Đó là đầu tiên là mức giá của cảo kẹp Tactic, đó là 150mm đó, ở trên màn hình. Rồi tiếp theo là tới dòng mã 300mm và tiếp nữa là dòng 450mm. Về thực tế á, thì đối với mình ví dụ ha, vì đối với những dòng kích thước mà hãng ghi là 450mm có nghĩa là họ sẽ tính chiều dài từ lọt lòng trong đây, từ mép này tới mép này là 450mm, nhưng mà thực tế nó sẽ là khoảng tầm 457mm. Rồi đối với những cái kích thước mà ví dụ như các bạn mà có cái tấm gỗ vừa khít luôn 450mm thì nó sẽ có cái độ nảy để các bạn kẹp được. Rồi về còn tổng thể thì nó tất nhiên nó sẽ dài hơn, vì đối với những dòng cảo kẹp như 450mm thì nó tổng cái chiều dài cả cái phần này nó sẽ rơi vào tầm khoảng tầm 610mm, đó nó sẽ dài hơn. Rồi về tất cả các dòng cảo kẹp nhanh này á thì nó sẽ có toàn bộ là có chế độ đẩy nhanh, để các bạn thấy cả Ewing hoặc là dòng Tactic nó sẽ có chế độ bóp này, các bạn đẩy nhanh để trượt nhanh tới gần tấm phôi rồi bắt đầu sẽ bóp từng nắp đó. Về chất liệu đối với hãng Tactic thì các bạn có thể thấy thì độ hoàn thiện của dòng này thì cũng rất là cao, vì tuy là sản phẩm thuộc thương hiệu Trung Quốc nhưng mà hãng Tactic là chuyên phát triển về cái dòng đồ nghề này, thì mình đánh giá chất lượng sản phẩm là độ hoàn thiện cũng tương đối rất là ổn. Đây là sẽ có cái phần su này bóp rất là êm, đây họ cũng trang bị cái phần này để các bạn bóp thời gian nó, họ cũng đổ keo rồi nó sẽ không có bị thụt theo thời gian. Còn đối với bản thép, để các bạn thấy bản thép này sẽ có cái độ dài nó là 4mm đây. Các bạn thấy về cái dòng thép này á, thì các bạn dùng á, thì nên bôi một lớp dầu, thì thường cái những cái dòng này thép này nó thời gian nó sẽ nhanh rất là rỉ, nếu mà các bạn không sử dụng thì nên bôi lớp dầu hoặc các bạn nên sử dụng thường xuyên đó. Đó là ba kích thước. Rồi về mà cách thao tác thì vừa sản phẩm những dòng kẹp nhanh này có thể thao tác là có nghĩa là kẹp ở phần giữa hoặc là các bạn có thể xoay chiều cái phần này để mình có thể làm gọi là chức năng là nong ra. Đây thì mình đã liên kết cái phần đảo chiều để cho các bạn thấy là có ngoài chức năng là mình kẹp, có nghĩa là còn sở cái chức năng là mình nong ra, có nghĩa là đối với những cái tấm gỗ hoặc là cái hệ khung mà mình làm mà nó hơi thụt vào bên trong á mà mình không có thể đẩy đều ra thì mình đổi cái chiều này. Thì cái chức năng này á, thì mình có thể dòng của Tactic là nó sẽ dùng một cái đầu này rồi các bạn rút ra, nếu bạn rút ra thì các bạn gắn vào, thì cơ chế thì mình thấy là nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng có điều thì có nhược điểm là các bạn khi các bạn vào thì các bạn sẽ canh cái lỗ này sao cho nó trùng với cái điểm này đó. Rồi mình vặn vào thôi đó, cũng rất là đơn giản. Rồi nó sẽ có chức năng là mình nong ra, đây là bộ của Tactic. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới của hãng Ewing. Thì đối với dòng hãng Ewing thì mức giá thì mình đánh giá thì sản phẩm thì sẽ gần như là giá thành nó sẽ gấp đôi so với dòng của Tactic. Là ví dụ như dòng của Tactic ví dụ như cảo mà dòng tầm 300 thì nó rơi vào khoảng 150, thì dòng Tactic 300 của hãng Ewing 300 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 620, 630 gì đó. Thì các bạn sẽ cứ tham khảo ở trên góc màn hình thì mình sẽ để mức giá cho từng cụ thể của từng sản phẩm. Về của dòng cảo kẹp nhanh Ewing thì trước nay á, dòng trước thì nó sẽ có cái phần này, một là bảng màu xanh, nắp màu xanh, hai là những cái dòng trước mà bên mình cung cấp đó là nắp bạc và được liên kết là bằng những cái con ốc hoa thị, và cái nắp bạc đó là cái nắp nhôm rất là cứng cáp. Rồi sau đó thì mà hãng cũng nói chung là vì cái giá thành nó cũng cao nên thành ra là hãng thay đổi sang cái dòng này, vì lực kẹp nó thì cũng tương tự nhưng mà nó thay bằng cái nắp nắp trắng này, nó sẽ không nhìn nó sẽ không có hàm hố bạc, nhưng mà lực kẹp nó thì cũng tương đương nhưng mà giá thành nó sẽ tốt hơn. Thì những cái dòng cảo kẹp nhanh của hãng Ewing thì bên mình đang cung cấp đó là các kích thước đó là 15cm, 30cm, 45cm, 60cm và 90cm đó. Thì từng sản phẩm thì sẽ có mức giá đó. Về đây thì dòng của Ewing thì các bạn sẽ thấy thêm nó sẽ trang bị thêm một cái phần này là cái phần này là cử giới hạn, là có nghĩa là mình
kẹp ở những cái mức độ mà khoảng tầm trong lòng này, mình đưa này, nó sẽ tới ở đây để mình dừng lại, là có nghĩa là thay đổi rất là nhanh. Rồi về cái phần xu thì cái dòng này thì hãng thì sẽ tăng tiến hơn tí xíu, là nó sẽ có cái độ hở này, độ rơ để chống cái tình trạng móc phôi. Nhưng có điều thì mình đánh giá thì cái phần hở này nó hơi nhiều so với cái dòng nắp bạc mà dùng cái nắp bạc mà hầm hố mà có lục giác á, thì cái độ hở này nó sẽ ít hơn, thì nó mình cảm giác nó sẽ cứng hơn. Thì cái này thì nhược điểm so với dòng kia, thì mình thấy cái dòng này thì nó thua cái dòng nắp bạc trước, nhưng mà mẫu đó thì hãng đã dừng rồi. Rồi về cái phần mà thay đổi chiều thì đây, thì nó sẽ dùng cái này, các bạn để ý là dòng boost này mình đẩy ra đó, rồi bắt đầu mình rút ra để mình đổi chiều. Thì bên mình cũng đã rút và đảo chiều cho các bạn để tiết kiệm thời gian các bạn. Thì đây nó sử dụng cái này đó. Về cái dòng thép này á, thì dòng của Ewing thì nó sẽ sử dụng cái thép dạng chữ Y, là có độ dày tới 5 ly, các bạn nhìn kỹ rất là cứng cáp. Dòng này thì được sơn một cái lớp phủ tĩnh điện có độ hoàn thiện rất là cao, thì nó cũng nói chung là nó cũng sẽ rỉ trong thời gian mình sẽ sử dụng, nhưng mà cái ban đầu thì các bạn nhận thì độ hoàn thiện rất là tốt. Rồi đây là có những cái dòng ốc chặn để khi các bạn đổi chiều thì nó tới đây là nó dừng, rồi mình sẽ dùng cái nút này, nút đẩy này mình khóa đó. Về cái phần bốp thì cái này là sẽ trang bị thêm một cái phần nhựa có tạo găng để tạo cái cảm giác cứng cáp cũng như cái độ bám rất là tốt. Còn đây là công tắc rút nhanh, thì dần những dòng cảo kịch nhanh là nó cũng sẽ có đó, các bạn cứ đẩy cái này để tới để lui đó. Đó thì các bạn có thể sử dụng trong các công việc của mình, nó phù hợp với từng chiều dài. Rồi về cái lực kẹp thì thông số ở đây thì các bạn có tham khảo, dòng này có cái lực kẹp là 600 lbf, tương đương là 272 kg. Đó các bạn thấy. Rồi đây là những dòng sản phẩm, những cái thông tin sẽ nằm ở phía sau. Thì dòng cảo Ewing thì được sản xuất tại Đài Loan đó, là thương hiệu của Mỹ, các bạn thấy rất là đẹp. Những cái mã sản phẩm này thì bên mình luôn có sẵn, nên các bạn đặt mua thì cứ đặt ở trên website đó. Ngoài ra thì bên hãng cũng gửi về hai cái dòng kẹp nhỏ, nó có thể gọi là kẹp càng cua. Nó sẽ hai kích thước khác nhau, một dòng thì cái độ mở nó sẽ khoảng tầm 10 cm đây, và trang bị một cái lẫy bật nhanh, là có nghĩa là khi các bạn bật ra thì nó bung ra luôn đó, không cần phải, nó sẽ khó thường nắt. Ngoài ra thì có cái dòng nhỏ này á, thì thường thì mình để ý là những anh em mà hay làm mà bên đèn led á, hoặc là những anh em mà dán những cái chi tiết da nhỏ, thì nó sẽ những cái dòng lớn này sẽ không đưa vào trong góc được. Thì cái những dòng này có tác dụng là lực kẹp thì nó sẽ không cao, nhưng mà nó gá giữ rất là tốt đó, có nghĩa là mình có thể mua khoảng tầm 4-5 cái mình làm nguyên giải. Những anh em mà hay làm đèn thủy sinh á, thì mình dùng cái này để mình kẹp, lúc mà mình dán keo 502 hoặc cái dòng keo thì mình cố định mình kẹp cái này để cố giữ, vì trọng lượng nó cũng rất là nhẹ, phù hợp. Tuy nhiên thì cái dòng, những cái dòng của Ewing thì mức giá thì đánh giá ở thị trường mình nó vẫn còn cao, thì một cái kẹp như thế này nó rơi vào khoảng tầm 101 cho đến 102, có chút thước chút xíu đó, trong vào lòng bàn tay các bạn thấy đó. Độ mở của dòng này nó là 38 mm, bản này 38 mm. Rồi như nãy mình nói thì các bạn cứ tham khảo ở mức giá trên ở trên màn hình, thì đây là cái dòng 15 cm đó. Tiếp theo là dòng 30 cm. Đây, 30 cm. Rồi chiều dài đọt lòng 45 cm. Tiếp tới là 60 cm. Đó. Cuối cùng thì là mã dài nhất của bên mình, đó là 90 cm, là lọc làm trong. Còn tổng chiều dài thì nó rơi tầm khoảng gần 1.2 m đó. Thường thì những anh em mà xưởng mà chuyên nghiệp, hoặc là anh em mà DIY có, nói chung là có điều kiện đầu tư, thì nên chọn dòng của hãng Ewing. Còn đối với những anh em mà làm ở mức độ trung bình, hoặc là những anh em mà mình cái nhu cầu mình không có nhiều lắm, thì mình có thể trang bị dòng hãng Static, thì chất lượng cũng rất là đẹp, cũng như là độ hoàn thiện thì cao đó. Giá thành thì mình đánh giá là rẻ, nó phù hợp với những anh em mình mua số lượng nhiều thì cái này nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Còn đối với những anh em mà làm mà chi phí mà có khả năng đầu tư thì mình dùng cái này, thì như anh em mà nâng cấp lên thì bắt đầu từ từ thì mình mua 2-3 bộ của dòng Ewing. Ví dụ như sau này mình có điều kiện thì mình có thể sẽ mua nhiều, chứ thực ra thì giá thành của dòng Ewing thì mình đánh giá thì nó cũng hơi cao thiệt đó. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, thì trên đây là tất cả những cái dòng sản phẩm cảo kẹp nhanh của hãng Tactic và Ewing. Thì những anh em đặt mua thì có thể đặt ở trên website bên mình, thì tùy vào cái sản phẩm thì nó sẽ có cái chi phí vận chuyển khác nhau.
Thì ví dụ như những cái dòng nhỏ thì cái chi phí nó rơi vào tầm khoảng 37 cho tới 40 nghìn cho một đơn hàng. Còn đối với những cái dòng mà do cái chiều dài nó quá khổ so với cái trọng lượng quy định của bưu cục thì nó sẽ có cái mức giá thì nó sẽ nhỉnh hơn. Thì đối với những cái dòng mà như dòng 1m2 thì cái chi phí vận chuyển mà toàn quốc thì nó rơi tầm khoảng từ 65 cho 70 nghìn. Thì do cái kích thước đóng gói nó cũng rất là lớn, thì bên mình sẽ cũng cố gắng là đảm bảo cái phần thanh ray này gửi đi thì nó sẽ vẫn giữ cái được cái độ phẳng cũng như là không có bị móp méo. Thì bên mình sẽ đóng gói rất là kỹ nên anh em yên tâm. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại, và xin chào anh em trong những video gần tới.